Hello các bạn. Ở trong phần 2 tiếp theo của cái việc xây dựng ngôi nhà thông minh dựa trên các thiết bị IoT thì ở trong phần này mình sẽ nói tới vấn đề tự động hóa. Đấy, tức là các cái thiết bị IoT nó sẽ tự động nó làm việc với nhau, giao tiếp với nhau dựa trên các cái tham số về môi trường. Đấy. Ví dụ như ở đây, đây là chúng ta có cái phòng khách với quạt trần và cửa sổ. Đấy, mà mình có thể là ngồi đây, ngồi trên cái smartphone để theo dõi cái trạng thái, đúng không? Đấy, thì đây là sự tác động của con người. Nhưng mà bây giờ sự thật vấn đề là mình không cần tác động. Đấy, mà nó sẽ đo nhiệt độ của môi trường. Giả sử nhiệt độ môi trường mà cao thì nó sẽ bật quạt trần, mở cửa sổ, đúng không? Còn nếu mà nhiệt độ mà thấp thì tắt quạt trần đi. Đấy, đóng cửa sổ lại. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ làm như nào? Đấy, thì đầu tiên là chúng ta sẽ cần phải có một cái thiết bị mà người ta gọi là bộ cảm biến về về nhiệt độ, đúng không? Đấy, và được kết nối với Home Gateway và nó sẽ gửi thông tin về môi trường từ Home Gateway, và từ Home Gateway chúng ta sẽ lập trình đấy, để khi mà nhiệt độ mà cao thì bật quạt trần, mở cửa sổ, còn nhiệt độ thấp thì chúng ta sẽ tắt quạt trần và đóng cửa sổ lại, đúng không? Đấy, ví dụ thế. Đấy, thế để cho cái phòng khách nó luôn là ở trong cái trạng thái là làm cái nhiệt độ phù hợp với sức khỏe của con người. Thế bây giờ cái để mà có được cái cảm biến về nhiệt độ thì chúng ta sẽ vào mục đây, end device, vào mục home, sau đó bạn cũng lấy cho mình cái đây, cái phần cảm biến nhiệt độ là cái thằng đây, demo start đây. Đấy, đặt tên cho nó là, đấy, đây là nhiệt cảm biến nhiệt độ, hay là cảm biến nhiệt độ, ok, cảm biến nhiệt độ. Thực ra nó là cái bộ mà chúng ta có thể tạo nhiệt độ cho môi trường đấy. Chúng ta lấy cái thông tin về nhiệt độ đấy, và chúng ta đặt luôn là thằng này phải đăng ký nó với Home Gateway để tí nữa nó hiển thị ở trong cái giao diện quản lý của Home Gateway. Tiếp theo thì bạn sẽ chọn một cái cạc mạng và đặt nó là DHCP để nhận địa chỉ IP từ Home Gateway. Nhưng mà thằng này cạc mạng thì cạc mạng có dây nên là mình phải nối dây. Đây. Bạn vào mục connection. Thằng này sẽ dùng cáp thẳng này. Đây, cáp thẳng. Chúng ta nối vào cái cổng phát Ethernet. Đây là Ethernet. Đấy. Để nhanh thì chúng ta nhấn fast forward time. Đấy. Sau đó chúng ta kiểm tra lại xem có nhận được địa chỉ IP chưa. Đây là chưa nhận được, đúng không? Đấy. Đặt lên đây, thằng này nhận được địa chỉ IP đi rồi. Rồi, ok, chúng ta kiểm tra xem là đây, cảm biến nhiệt độ đây. Ở đây thế là tạo nhiệt độ thì đúng hơn, đúng không? Rồi, hiện nay đang ở trạng thái off. Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra các cái điều kiện, đúng không? Bằng cái mục là cái tab condition này. Bây giờ bạn add này, đây là ví dụ là bật quạt trần đấy, tên của cái luật này là như thế, match any đấy. Nếu như cảm biến nhiệt độ này mà có nhiệt độ lớn hơn hoặc bằng đấy, 15 độ C đi, 15 độ C đấy, thì quạt trần sẽ được đặt ở trạng thái là bật bật nhưng quay là quay chậm, đúng không? Đấy, ví dụ như 20 độ C thì mình sẽ cho quay cao, cho quay nhanh đấy. Như vậy chúng ta xem lại này, nếu cảm biến nhiệt độ này lớn hơn bằng 15 độ C thì quạt trần sẽ quay ở tốc độ chậm. Đấy, ok. Tức là mình đã có một cái luật như thế. Thế còn nếu mà dưới 15 độ C thì đúng không? Tắt này, tắt quạt. Nếu có nhiệt độ nhỏ hơn nhiệt độ này nhỏ hơn hoặc bằng, nhỏ hơn hẳn đi. Rồi, nhỏ hơn rồi. Nhỏ hơn.
15 độ C thì quạt trần trạng thái sẽ là off đúng không, tắt đi đấy. Thì bây giờ mình đây chúng ta xem lại này, quạt trần nhiệt độ lớn 15 độ C tắt, còn nếu quạt trần ở đây tắt quạt trần ở đây, đây là quay này, đây là tắt này, nhỏ 15 độ C thì sẽ là off đúng không đấy. Ok thì bây giờ mình sẽ thực hiện điều khiển cái bếp nhiệt độ này cho nó tăng nhiệt độ lên. Đấy. Thì bạn có thể nhấn phím An, sau đó vào mục đấy, chọn Heat để nó tăng nhiệt độ lên này, 9 độ này, 11, 13, 14, 15 đấy, quạt trần đã được quay rồi, đúng không? Đấy, bây giờ giảm xuống thì nó lại tắt đi, nhiệt độ lại giảm xuống rồi tắt đi. Đấy. Cứ tăng lên thì nó lại bật mình giả sử mình lại ra auto này, off này, cool này, heat. Tăng đi. Ơ sao lâu không tăng nhỉ? Đây thì mình sẽ điều khiển ngay cho nó tăng lên. Heating 5 và đang tăng đây. 7,8, 9. Đấy, bạn chưa 12 rồi 14 rồi 15 rồi đấy, bật rồi đúng không? Đấy. Bây giờ đang giảm này, nhiệt độ đang giảm này, 13 đấy, tắt. Đấy, ok. Đấy, như vậy là các bạn thấy rằng là mình đã tự động điều khiển được cái quạt trần này. Đấy. Theo nhiều dựa theo cái biến số về môi trường. Tương tự như vậy bạn sẽ làm với lại cửa sổ. Đúng không? Đấy, cửa sổ để mà khi nhiệt độ mà nóng quá thì mở ra, mà lạnh thì chúng ta sẽ đóng cửa sổ lại. Đấy. Thì đây chính là cái cách thức mà tự động hóa các cái thiết bị ở trong phòng khách. Thế bây giờ một cái vấn đề nữa là mình lấy một cái ví dụ thứ hai, đó là vấn đề về cháy nổ đúng không? Vừa rồi ở nước ta là chúng ta xảy ra rất nhiều các cái vụ cháy nổ. Đấy, thì bây giờ giả sử như là cái cháy nổ đấy thì có thể xảy ra ở trong phòng bếp của các gia đình này, hoặc là những cái nhà biệt thự thì có thể là ở gara đúng không? Thế thì mình sẽ làm một cái ví dụ về gara ô tô. Đấy, về khi mà có cảm biến khói đúng không? Nó phát hiện ra có nhiều khói trong gara thì nó sẽ tự động nó báo động, và thậm chí khi mà cái lượng mức khói nó lớn thì sẽ tự động phun nước đấy để mà dập cháy. Thì ta làm như nào? Bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần đây. Chết là chúng ta sẽ có một cái cảm biến khói. Đây các bạn chọn vào mục đây, end device, vào mục home này. Sau đó bạn vào phần smoke detector. Bạn nhìn thấy chữ smoke detector ở dưới con chuột chưa? Đây. Đây là cảm biến khói. Mình đặt tên luôn cho nhanh. Cảm biến khói. Ok. Đăng ký nó về Home Gateway. Và đồng thời là đặt cái địa chỉ IP động. Tiếp đó là mình sẽ kết nối thằng này. Lấy cáp thẳng kết nối vào Gateway. Home Gateway. Đấy. Rồi. Cảm biến khói. Thế bây giờ nếu như mà ở cái mức nào đó mà khói mà nhiều ấy thì nó sẽ cảnh báo bằng còi đúng không? Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái còi báo động. Bạn cũng vào cái mục home này, end device home. Đây là có một cái đây. Đây chính là còi báo động siren này, đúng không? Đấy. Mình cũng cấu hình tương tự. Home gateway này. Còi báo động đã đặt địa chỉ IP động, sau đó nối vào rồi. Và nếu như cái lượng khói mà lại càng ngày càng nhiều nữa, vượt quá cả mức báo động thì sẽ có một cái vòi phun nước, nó sẽ tự động nó phun. Đấy, phun thì mình sẽ lấy tiếp tục lấy cái vòi phun nước
là Fire Spring, nó gõ vào đây Fire đây rồi, Sprinkler đây, Fire Sprinkler đây là vòi phun nước, sẽ tự động phun nước để dập đám cháy. Vòi phun thì cũng có hình tương tự, đây là vòi phun nước Home Gateway, đặt địa chỉ IP động, sau đó bạn kết nối với lại Home Gateway. Rồi, ok, vòi phun nước. Rồi, ok, cảm biến khói vòi phun nước đặt gần nhau như này. Rồi, bây giờ để mà có khói thì mình sẽ lấy một cái ô tô. Ô tô đâu rồi? Đây rồi. Ô tô này nó sẽ tạo ra khói. Đấy. Khói. Rồi sẽ cảm nhận được điều khiển bó động hoặc là mức cao nữa là điều khiển vòi phun nước. Đấy. Thế bây giờ chúng ta sẽ phải lập trình đúng không? Tạo các cái luật điều khiển trên Home Gateway. Đấy. Bây giờ các bạn nhìn thấy là đây. Chúng ta sẽ vào, chúng ta thấy là cảm biến nhiệt độ ok rồi này. Cảm biến khói vòi bó động ok. Bây giờ vào mục condition này. Chúng ta add. Đây là báo động có khói. Đấy. Match any, nếu như cảm biến khói ở cái mức là lớn hơn hoặc bằng 10 đi. Đấy, 10. Thế thì chúng ta sẽ còi báo động on. Đấy, được chưa? Rồi. Đấy. Đấy, thế bây giờ tiếp theo là chúng ta sẽ tạo ra một cái luật nữa là phun nước. Phun nước. Thế thì nếu như mà cảm biến khói có mức level là lớn hơn hoặc bằng 10.3 đi cho nó nhanh. Đấy, để các bạn dễ nhìn thấy luôn. Đây là mình lấy ví dụ thôi mà. Đấy, thì vòi phun nước sẽ hoạt động. Đấy, 10.3. Đấy, 10, 10 thì là báo động. Còn 10.3 thì sẽ là phun nước, đúng không? Đấy, bạn thấy đây, cảm biến khói 10.3 phun nước. Rồi, đấy, ok. Đấy, bây giờ chúng ta xem lại cái tình trạng là cảm biến khói nè. Đấy, nó đang chưa có khói, đúng không? Đấy, bây giờ mình sẽ bật cái ô tô lên để cho nó khói, để tạo giả sử là có khói bốc lên. Nhấn phím An. Đấy. Đấy, khói đây. Lên rồi. Rồi xem là cái tình trạng này đây nó đang tăng lên rồi, 6 rồi. Rồi. Các bạn quan sát còi báo động khi mà nó lên 10 thì còi báo động sẽ bật đỏ. Đấy, báo động nó bật rồi. Đấy, phun nước khi vượt qua 10.3 là phun nước luôn. Đấy. Được chưa? Đấy. Thế còn nếu mà các bạn muốn là thôi, sau khi mà nó phun nước rồi mà nó tắt đi thì chúng ta phải thêm luật, đúng không? Theo luật vào đây là nếu mà mức dưới ngưỡng 10.3 thì tắt vòi nước đi cho đỡ phí. Rồi, rồi dưới 10 nữa thì phải tắt còi báo động đi để các bạn tự làm nhé. Đấy. Thế đấy thì ở trong cái phần 2 này thì mình đã cùng các bạn là chúng ta khám phá cái tính năng tự động hóa. Đấy, dựa trên cái các cái biến số môi trường và vấn đề lập trình cho các cái thiết bị tạo, hay là tạo các cái luật, chính xác hơn là tạo các cái luật cho các cái thiết bị IoT để chúng nó tự giao tiếp với nhau, để trao đổi thông tin với nhau và thực hiện một cái hành động nào đó theo cái ý đồ của con người. Đấy, chúc các bạn thành công.